Thì sau 3 ngày chúng ta cũng đã có được 3 loài động vật sẽ xuất hiện trong buổi bầu chọn mob lần này. Và 3 con động vật đó bao gồm con cua, con tatu, mình có ghi nhầm con đó là con TT trong bài đăng lần trước, và cuối cùng là con chim cánh cụt. Trong video của ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại tất cả những thông tin chúng ta biết được, những đặc trưng của từng con, mà tất nhiên là những cái ưu điểm nếu mà chúng ta có những cái con đó ở trong Minecraft 1.21 nhé. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói tới con cua. Con cua là loài động vật đầu tiên mà được công bố trong cái buổi mob vote lần này. Đi kèm với đó thì con cua, nếu mà theo mình nhớ không lầm, thì nó sẽ là loài động vật thứ hai được xuất hiện ở Mangrove Swamp, có nghĩa là rừng nước đó anh em. Loài động vật đầu tiên chắc chắn là ếch rồi. Và mình không nghĩ là có slime ở Mangrove, nên là chúng ta cứ tính là động vật thôi nha. Thì đặc trưng của những con cua này là chúng có một cái càng rất là to, và khi mà chúng di chuyển thì chúng sẽ đưa cái càng to của chúng quơ qua quơ lại. Nó sẽ khá giống với lại cái video này. Và thêm một cái nữa thì cái càng to của chúng cũng không hẳn là không có tác dụng đối với người chơi. Nếu mà bất kỳ người chơi nào sở hữu một cái càng to từ những con cua thì các bạn có khả năng sẽ đặt được block xa hơn. Thực tế thì mình vẫn chưa hiểu rõ về cái tính năng này lắm. Kiểu chúng ta chỉ cần để nó trong hòm đồ để chúng ta đặt block xa hơn, hay là chúng ta phải cầm nó một bên, kiểu bên tay trái, giống như là cái vật tổ trường sinh mà mình đang cầm đây chẳng hạn. Có thể là như vậy sẽ hợp lý. Nhưng mà có một điều mình cảm thấy hơi khó chịu. Nếu mà chúng ta cứ liên tục phải cầm một cái càng cua bên này và chúng ta đặt block kiểu nó hơi kỳ á. Mình cũng khó mà giải thích sao. Và tiếp theo về con cua thì các bạn có thể tìm nó ở lẫn ở trong những cái khu rừng nước. Nó sẽ đứng ở trong những cái khu vực bụi rậm nè, và lẫn trốn ở đâu đó ở trong những cái block bùn. Nói chung là hình như là bọn này nó cũng hơi sợ người chơi, nên là có thể là chúng nó sẽ có đặc tính là thấy người chơi thì chúng nó sẽ trốn đi đấy. Nên không biết là chúng nó có tấn công người chơi nếu mà người chơi đánh chúng nó hay không. Tại thông thường bên ngoài thì cua cũng sẽ cố gắng kẹp con người nếu mà có bất kỳ mối đe dọa nào mà. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ nói tới con tatu. Vâng, đúng rồi, nghe như cách Sơn Tùng xăm mình vậy. Thì cái tên tiếng Việt đầy đủ của nó là tatu chín mai. Mình thực tế chưa từng thấy con này bao giờ. Ban đầu thì mình tưởng nó là con TT, nên là mình gọi nó là TT, bởi vì nhìn nó cũng giống. Tuy vậy thì con tatu chín mai này là một con hoàn toàn khác nha anh em. Thì con tatu này sẽ xuất hiện chủ yếu ở trong khu vực Savanna, là cái khu vực mình đang đứng đây nè. Và chúng sẽ rất là thích những cái bụi rậm kiểu cỏ cao như thế này. Chúng sẽ lẫn trốn ở đâu đó trong đây. Và những con tatu này có khả năng cuộn vuông chúng lại và lăn đi. Đó, nhìn rất là đáng yêu. Chúng làm điều đó với mục đích là kiểu để bảo vệ bản thân thôi. Có thể là nếu anh em đánh chúng thì chúng sẽ tự cuộn tròn lại và lăn đi đó. Và khi mà giết được một con tatu thì anh em sẽ có được một vật phẩm tên là scut. Mình không biết phải dịch nó sao cho đúng, thì chúng ta sẽ gọi nó là cái vỏ, gọi là da, mà da cứng của chúng á. Thì cái vật phẩm đó sẽ cho phép anh em chế tạo ra một cái bộ giáp dành cho chó. Chó sói á. Nó sẽ khá là giống với lại bộ giáp dành cho ngựa. Tuy vậy bộ giáp cho ngựa thì chúng ta không grab được, nhưng mà bộ giáp cho sói thì chúng ta lại grab được. Và cái bộ giáp này thì hiện tại mình vẫn chưa biết được rằng là nó sẽ cho bao nhiêu giáp cho những chú chó của chúng ta. Nhưng mà khá là chắc là cái con tatu này nếu mà được thêm vào Minecraft thì nó sẽ bằng một cách nào đó người chơi sẽ biến nó thành cả một cái máy farm tatu. Tại vì thông thường thì chúng ta sẽ nuôi rất là nhiều chó. Thông thường là như vậy. Mấy farm tatu, mấy farm hình xăm. Ok, chúng ta không dốc nữa. Và nếu mà con tatu này được thêm vào Minecraft thì nó sẽ được tính là loài động vật đầu tiên được thêm vào khu vực Savanna, mà không phải là mấy con vật xuất hiện ở trong tất cả khu vực. Con này sẽ chỉ xuất hiện ở khu vực Savanna và đâu đó gần sa mạc thôi. Đó, giống vậy. Và cuối cùng sẽ là con penguin. Con penguin là con chim cánh cụt đó anh em. Nếu như các bạn nghĩ rằng con chim cánh cụt sẽ xuất hiện ở vùng băng tuyết, vùng có tuyết hay này nọ, thì các bạn hơi nhầm rồi. Con chim cánh cụt này khác. Có lẽ như nó là một cái giống loài khác. Con chim cánh cụt sắp có ở trong Minecraft đây sẽ xuất hiện ở khu vực gọi là môi trường Stony Shore. Nó là khu vực này nè anh em. Nó là bờ đá đó. Trời ơi, sao trời tối quá vậy? Chết rồi, tôi phải đi ngủ, chờ tôi tí. Thì chúng sẽ xuất hiện ở những khu vực bờ đá hoặc là khu vực bờ biển. Và chúng sẽ xu hướng là nhảy xuống biển để bơi hoặc là đi dọc dọc cái bờ biển này. Mojang mô tả rằng chúng là một loài sống theo bầy đàn và là một loài lưỡng cư.
Ở trên bờ thì chúng đi rất là ngố ngố và đi rất là chậm. Ừ, đi nhìn rất là buồn cười và đáng yêu. Và ở dưới nước thì chúng là một loài giống như là gọi là hoàn toàn khác vậy á. Chúng nó bơi rất là nhanh. Và chúng nó sẽ có một cái hiệu ứng, đó là giúp cho thuyền của bạn đi nhanh hơn. Với cái bản là nó sẽ như là một cái bản sao khác của con cá heo vậy á. Thay vì bơi nhanh hơn thì bây giờ chúng ta đi thuyền nhanh hơn. Mình không biết là nếu các bạn có tình cờ chở một con chim cánh cụt ở trên thuyền thì các bạn thuyền các bạn đi nhanh hơn không, nhưng mà nghe cũng rất là hợp lý. Và thực tế mình cũng không biết chắc là cái loài chim cánh cụt này là loài gì. Ừ, mình chắc chắn là nó sẽ có một cái tên gì đó dành riêng cho chúng nó, bởi vì những loài chim cánh cụt này không sống ở vùng băng tuyết. Nó không được mô tả là sẽ spawn ở vùng băng tuyết mà chỉ có thể spawn ở khu vực bờ đá bãi biển này thôi. Thế nên là anh em nào biết cái tên chính xác của nó bằng tiếng Việt thì anh em hãy để lại dưới phần bình luận cho mình nhé. Và đó là tổng hợp thông tin của cả ba loài động vật sẽ xuất hiện ở trong cuộc bầu chọn mod năm 2023. Anh em nghĩ anh em sẽ bầu chọn cho con nào? Theo mình thôi nha. Là con tatu hoặc là con chim cánh cụt. Về cơ bản thì con cua cho một cái tầm đặt thêm một block thì cũng không có quan trọng mấy, bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc với cái việc chúng ta kiểu đặt block như thế này qua rất là nhiều năm rồi. Còn con tatu thì nó cho giáp cho con chó. Yeah, cái đó là một cái gọi là đó là một cái phần phụ rất là hay, và mình nghĩ là cho vào Minecraft nó cũng sẽ làm cho Minecraft đa dạng hơn. Tuy vậy thì thực tế mình mong là sẽ có nhiều loại giáp hơn cho chó, chứ không chỉ đơn giản là giáp từ con tatu. Và con chim cánh cụt thì nó là một cái rất là hay khi mà chúng ta có thể thấy được một cái loài gì đó mà có thể gọi là lưỡng cư đó, anh em nhảy ở trên và bơi dưới nước. Tuy là con ếch hình như là cũng là loài lưỡng cư á, nhưng mà nhìn con ếch không có đáng yêu lắm. Thì phần còn lại chúng ta chỉ việc chờ đến khoảng ngày 14 bên mình hay sao á, 13 hoặc 14 gì đó, thì cái cuộc bầu chọn sẽ được diễn ra. Nếu mà anh em nào có tài khoản premium của Minecraft thì anh em có thể bầu chọn thẳng ở trên cái lầu chờ chính của Minecraft luôn. Còn không thì anh em cứ chỉ việc theo dõi thôi, chúng ta không cần bầu chọn gì cả. Trời, mình không hiểu tại sao Mojang không thêm lúc 3 con vậy à. Và cuối cùng thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn hội viên đã đăng ký hội viên trong kênh của mình. Như anh em biết thì bây giờ hiện tại gói hội viên ở trên kênh của mình rất là rẻ, chỉ 10.000 một tháng thôi. Nhưng mà cái đó sẽ giúp cho mình rất rất là nhiều. Với một dev youtuber thì gói hội viên là một cái gì đó rất là đỉnh cao rồi. Mình cảm ơn tất cả mọi người. Và thực tế thì kênh của mình vẫn sẽ luôn làm video miễn phí cho tất cả mọi người được coi. Thế nên những bạn hội viên này cũng sẽ được tính là một phần nhân tố giúp cho mình tạo ra những video hàng ngày cho các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra xem video này. Hãy để lại những cái bình luận và những cái ý kiến của anh em về từng cái loại động vật ở dưới phần bình luận nha. Theo anh em thì con nào sẽ được thêm vào Minecraft? Chim cánh cụt, con cua hay là con tatu? Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở trong video sau. Bye bye.